Thưa quý vị, được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong những ngày tháng 3 này, thì người dân Việt Nam một lần nữa được đón tiếp Đức Rupa Thassey Rinpoche, bậc nhiếp chính vương lỗi lạc của truyền thừa Rupa viếng thăm. Mối pháp duyên của Ngài với Việt Nam đến nay thì đã được 21 năm rồi ạ. Và nhân dịp này thì Ngài đã chia sẻ với báo chí về việc làm sao để đối diện với những thách thức của đời sống công nghệ hiện đại, đặc biệt là cách giáo dục con trẻ, giúp các con hiểu về giá trị cuộc sống và tình yêu thương. Những chia sẻ đầy trân quý này cũng sẽ thay lời chào kết chúng tôi gửi đến quý vị trong bản tin tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đức Rupa Thassey Rinpoche là một bậc thầy Phật giáo quốc tế rất tâm huyết với giáo dục. Ngài hiện là chủ tịch trường Rup Bạch Liên Hoa, ngôi trường nổi tiếng thân thiện với môi trường được kiến lập trên dãy Himalaya. Ngôi trường cũng nổi tiếng với nhiều cái nhất và mang đến cho trẻ em vùng cao nguyên Ladakh nền giáo dục sánh ngang bất cứ ngôi trường danh tiếng nào tại Ấn Độ. Ngôi trường trong mơ, nơi mà tri thức và lòng trắc ẩn được gắn kết. Mối quan tâm lớn nhất của tôi là giới trẻ. Chúng ta cần đảm bảo định hướng đúng đắn cho các thế hệ tương lai. Những gì đất nước Việt Nam có được ngày hôm nay là nhờ các thế hệ cha ông, những người đã hết mực xả thân phụng sự đất nước. Việt Nam có được sự phong phú về văn hóa, sự kết nối với tâm linh, đặc biệt với đạo Phật là nhờ các thế hệ đi trước. Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, bởi vậy chúng ta cần phải cẩn trọng trong việc giáo dục để các em có hướng phát triển đúng đắn. Trong thời đại công nghệ hiện nay, giới trẻ đang phải đối diện với rất nhiều thách thức. Rất nhiều em bị mất phương hướng bởi các em ngày càng thiếu sự kết nối với thế giới bên ngoài. Giới trẻ ngày nay tìm thấy rất ít nguồn vui và cảm hứng ngoài chiếc màn hình nhỏ xíu. Khi suốt ngày dán mắt vào những màn hình điện tử, chúng ta dần đánh mất sự kết nối với con người và thế giới xung quanh. Cứ sống theo cách đó, lớn lên các em sẽ trở nên vô cảm trước cảm xúc và nỗi đau của người khác, sẽ không thể trở thành những bậc cha mẹ hay người lãnh đạo biết cảm thông và thấu hiểu. Điều này rất nguy hại. Bởi vậy, ta phải giáo dục các em theo một cách khác, khuyến khích các em kết nối nhiều hơn với thiên nhiên, với con người. Chúng ta cần có sự suy ngẫm sâu sắc về con em mình và về tương lai. Những người lớn, cha mẹ, thầy cô phải cẩn trọng trong cách hành xử của mình, bởi chúng ta là tấm gương cho các em. Các em sẽ nhìn và bắt chước theo những gì chúng ta làm, cách chúng ta ăn uống và sống ra sao. Bởi vậy, đây là một trách nhiệm lớn và chúng ta phải biết hành xử đúng mực để các em có thể noi theo. Và một điều quan trọng là chúng ta cần đảm bảo các em được sống trong tình yêu thương và giúp các em không tạo nên thói quen sân hận hay đố kỵ. Vậy, ta cần luôn hành động với tâm từ bi, với nụ cười tươi trên môi để các em được sống với tình yêu thương. Xin cảm ơn. Tôi muốn gửi những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất tới đất nước và con người Việt Nam.